kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Từ khi thành phố cải tạo công viên Bến Bạch Đằng, thì nơi đây đã trở thành nơi vui chơi, hóng mát, check-in của người dân thành phố. Buổi sáng sớm các bạn có thể bắt gặp các cặp cô dâu chú rể chụp ảnh cưới tại nơi đây, còn ban đêm thì nhộn nhịp vô cùng. Đối diện với công viên Bến Bạch Đằng qua sông Sài Gòn là bờ Thủ Thiêm, nơi sẽ là trung tâm tài chính của thành phố trong tương lai. Tuy nhiên bờ sông hiện tại lại khá nhếch nhác, chưa được làm kè sông, rác nổi lên bền, ban đêm thì tối đen tĩnh lặng, trái ngược với sự nhộn nhịp bên kia bờ sông. Bỏ phí một đoạn sông ngay trung tâm thành phố như vậy rất lãng phí. Do đó, vừa qua lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giao thành phố Thủ Đức phối hợp với các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm vượt sông Sài Gòn phía bên thành phố Thủ Đức. Phương án cải tạo nhằm đảm bảo tương quan về kiến trúc, cảnh quan khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn giữa quảng trường công viên bờ sông của khu đô thị mới Thủ Thiêm và công viên Bến Bạch Đằng. Từ đó mở thêm không gian phục vụ tổ chức các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và góp phần tôn tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bờ sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết cần báo cáo Hội đồng Tư vấn về Kiến trúc thành phố góp ý, thông qua trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt vào tháng 12 năm 2023. Theo tờ trình nghiên cứu của Sở Quy hoạch, Kiến trúc, ở giai đoạn 1, khu vực Bến Cảng Bạch Đằng sẽ cải tạo, sắp xếp hoạt động các bến thủy nội địa hiện hữu. Trên đường Tôn Đức Thắng được đề xuất xây dựng hai cầu đi bộ kết nối với công viên Bến Bạch Đằng. Một cầu qua công viên Bến Bạch Đằng cuối đường Hàm Nghi, một cầu gần bảo tàng Tôn Đức Thắng. Sở sẽ cập nhật phương án thiết kế cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn đã được thi tuyển. Như vậy, sắp tới đây bờ sông phía Thủ Thiêm cũng sẽ được khoác lên mình bộ áo mới, lung linh và sôi động như chị em phía đối diện. Người dân thành phố thì lại có một chỗ vui chơi, hóng mát mới, an toàn và sạch sẽ. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.